từ năm 2022 á trở về trước, cái dòng đó là 7156, 7156 thì được rất là nhiều người xài. Còn 2023 thì dòng nào? Đó là dòng 7156T, có thêm chữ T cả nhà ha. Thì cái dòng 7156 khác 7156T chỗ nào? Thì giá tiền của cái model này của hãng là 1.550.000, tức là nó sẽ mắc hơn cái dòng kia là 50.000, dòng không có T nha. Tức là ngoài chức năng đo huyết áp nè, đo huyết áp tâm thu khi tim thu nhỏ lại, đo huyết áp tâm trương khi tim hình to ra và đếm nhịp tim đó, thì nó sẽ có kiểm tra tim đập loạn nhịp, cử động khi đo, bộ nhớ và có ngày giờ nhớ, vòng khuôn cứng tạo sẵn. Đó là đối với cái dòng 7156. Còn 7156T là nó có thêm chức năng là kết nối với điện thoại, kết nối Bluetooth với điện thoại nha. Tức là trong điện thoại mình sẽ cài một cái phần mềm để sau đó khi mà cái máy huyết áp nó đo xong, nó sẽ chuyển cái dữ liệu vào bên trong điện thoại để mình có thể gửi cho bác sĩ nè, hoặc là gửi cho người thân ở xa, hoặc là nó lưu ở trong cái phần mềm đó luôn. Rồi cái cách sử dụng thì nó như nhau, nó chỉ thêm một cái chức năng là kết nối điện thoại. Rồi đi theo máy thì gồm có những gì ha? Đi theo máy thì sẽ có hướng dẫn bằng nhiều ngôn ngữ, trong đó có tiếng Việt nè. Rồi có một cái túi đựng máy nha. Rồi một cái thân máy. Các bạn thấy cái máy ha, máy rất là đẹp ha. Đây, thì cái máy này ở bên trên á, nó sẽ có nút đo start và stop, đo và tắt nè. Rồi nút kết nối điện thoại nó có hình biểu tượng Bluetooth nè, nút xem lại bộ nhớ nè, và trái phải để mình xem trước hoặc sau đó. Tức là mình chỉ cài đặt ngày giờ một lần, mình cài đặt ngày giờ một lần thì máy nó sẽ lưu vào trong đây. Rồi ở phía sau thì mình sẽ có một cái chỗ để mình cắm cái vòng vấn vô. Rồi còn một chỗ ở phía trước, đây là DC 6V, tức là nếu mà như gia đình mình xài á, thì cũng không cần mua cái cục biến điện nha. Tại vì á, một bộ pin xịn nó xài cũng tầm khoảng một năm luôn đó. Nếu mà như bác sĩ mình một ngày đo rất là nhiều bệnh nhân ngồi kế ổ điện thì mình nên mua cái đó để tiết kiệm pin. Còn nếu mà gia đình mình xài thì Hoàng Sơn nghĩ cũng không cần thiết. Tại vì á, thí dụ mình đo ở ngoài sân, mình đo trong nhà, chỗ nào thoải mái mình đo thì mình không phải cần cắm cái ổ điện đó. Tại nó là cục biến điện để xài cho máy, chứ nó không có sạc cho pin nha. Đó, rồi ở phía sau thì sẽ có bốn cục pin ở đây ha. Pin 2A. Thì mỗi lần nói đến pin thì Hoàng Sơn nhắc bà con mình nên mua pin tốt nha, pin khô. 4 viên nó tầm khoảng 50.000 của nhiều hãng, nhưng mà nó ghi chữ Alkali là pin khô thì nó sẽ không bị chảy pin hư máy. Còn nếu mà mình lỡ dưới quê mà mình xài mà không có kiếm được pin tốt á, thì mình mua pin rẻ tiền mình bỏ vô xong, nếu mà xài trong vòng một tuần một tháng gì đó thì không sao, tại khi hết pin mình thay được. Còn nếu mà mình lâu lâu mới xài thì mình nên lấy pin ra để không chảy pin hư máy, để cho máy được bền cả nhà ha. Còn cách đo huyết áp như thế nào mình để chuẩn á, thì Hoàng Sơn có video riêng, để hôm nay chúng ta chỉ xem cách sử dụng của máy này thôi. Đây là pin theo máy nha. Rồi đây là cái vòng khuôn cứng. Những cái dòng máy rẻ tiền hơn từ 1.2 triệu cho đến mấy trăm ngàn thì sẽ không có vòng khuôn cứng này. Vòng khuôn này là 1.5 triệu, và cái dòng 2.950.000 vẫn có khuôn cứng nha. Và cái dòng 2.950.000 thì nó có cảnh báo đột quỵ luôn, thì Hoàng Sơn có video riêng về cái đó. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ pin vào máy nha, mình khui pin vào máy. Rồi ở phía sau mình sẽ cho 40 pin vào. Nếu mà như pin xịn thì mình để luôn trong đây, mình không có cần thay nha, không cần lấy ra. Còn nếu mà pin mà rẻ tiền mình xài đỡ thì mình nên kỹ kỹ cái này, đừng để chảy pin nha. Máy nó bảo hành 5 năm, nhưng mà xài được tới cả 5-7 năm là chuyện thường, 7 năm, 10 năm là chuyện thường nha. Rồi, mình bỏ pin vào. Rồi cái máy này cô chú hỏi là phiếu bảo hành ở đâu? Nếu mà như mình mua chính hãng, hàng chính hãng thì nó sẽ bảo hành điện tử. Bảo hành điện tử bằng cái mã số ở phía sau này nè, cũng giống như điện thoại ha, không có phiếu giấy. Rồi, bây giờ mình cài đặt ngày giờ nha. Rồi, khi mà đo huyết áp và tắt một lúc này, không tắt thì 30 giây nó tự tắt. Rồi khi xem lại bao nhớ thì lúc này và tiếng lùi. Còn cài đặt ngày giờ là nút này, nếu mà như mình kết nối điện thoại cũng là lúc này mình đầy giữ 3 giây. Còn bây giờ mình cài đặt ngày giờ thì bấm 1 giây đó. Sau đó mình tăng hoặc giảm đúng cái năm ha. Rồi bấm cái là mình sẽ chuyển qua tháng trước ha, ví dụ tháng 12 ha. Rồi ngày ví dụ là ngày 25,
Đây là mẫu của cuối năm 2022 nhưng mà sẽ được bán và không có thay đổi mẫu trong 2023 cả nhà ha. Đây là mẫu mới ra. Rồi sau đó mình tiếp tục bấm cái nữa là giờ nha. Rồi bấm cái nữa phút. Rồi vậy là xong, mình thoát ra. Đó, điện thoại nó tắt nhưng mà máy nó vẫn hoạt động nha. Nó sẽ tiết kiệm pin. Rồi mình sẽ cắm cái dòng này vào bên trái của máy nè. Đây do phòng vòng khuôn cứng nha, nên là mình rất là dễ sử dụng. Mình chỉ cần móc vào bên đây thôi. Nếu mà những cái áo mình mỏng á, mình để luôn. Còn áo mình dày á, thì mình sẽ thay cho áo mỏng nha, hoặc là để rống. Rồi mình quấn nhẹ thay vừa khít thôi, chứ không có siết chặt. Tại khi mà cái máy tự động nó siết mạnh lại sẽ ra kết quả nó mới chính xác nha. Chứ mình siết cứng quá là máy nó sẽ rất là khó đo. Mình quấn vừa khít thôi, chứ đừng có lỏng quá mà đừng cứng quá. Nè, giống như thế này nè, mình quấn nhẹ thôi vừa khít rồi, vậy xong ha. Rồi bắt đầu mình đo nha. Đo tầm khoảng 1 phút sẽ ra kết quả. Rồi cả nhà mình cùng xem nha. Rồi cả nhà mình thấy huyết áp ha. Đây là huyết áp tâm thu. Khi tim thu nhỏ lại là 105, thường mình hay gọi là huyết áp 10 hoặc 11 nha. Còn đây là huyết áp tâm trương khi tim phình to ra. Đó. Thường thì mình nhìn vào một con số mình biết huyết áp mình cao hay thấp. Còn nếu mà mình kỹ hơn á, mình sẽ tra hai con số này vào cái bảng đo huyết áp nha. Nhịp tim là 78 lần đập trên phút, thì thông thường là từ 60 đến 90 của người bình thường nha. Đây là vòng quấn đúng tư thế nè. Rồi bây giờ Hoàng Sơn sẽ thử cho hiện những chức năng khác lên. Mình sẽ tắt máy nha. Mình tháo vòng quấn ra nè, cho thoải mái nha. Rồi cả nhà thấy đây, nếu mà vòng quấn sai tư thế nó sẽ báo cái vòng quấn không có chữ OK chỗ này. Rồi nếu mà khi đo mà có cái hình người rung lắc nha, mình nên đo lại nha. Rồi tiếp theo, nếu mà khi đo mà nó có hình hai trái tim rung như vậy, có nghĩa là tim loạn nhịp nha. Rồi do này là Hoàng Sơn cố tình cho hiển thị huyết áp quá cao, nó sẽ báo 2 trên đây. Rồi bây giờ khi mà mình sử dụng máy này á, thì nó sẽ, mình xem lại bộ nhớ nè. Đó. Nó hiển thị số 1, tức là lần đo gần nhất của mình. Huyết áp tâm thu, huyết áp tâm trương, nhịp tim, ngày giờ đo đang trong bộ nhớ. Và cái biểu tượng là cái vòng quấn đúng tư thế, OK nha. Và máy này thì được là 60 lần nhớ cả nhà ha. Máy này được 60 lần nhớ. Đó. Nên là lần thứ 61, lần xa nhất nó sẽ tự mất đi nha. Chỉ nhớ 60 lần gần nhất thôi. Rồi mình vừa sử dụng xong máy đo huyết áp đơn giản ha, là đo huyết áp nè, đếm nhịp tim, cử động khi đo, rối loạn nhịp tim, rồi cài đặt ngày giờ. Đó, về chức năng cơ bản như vậy thôi. Nếu mà như ông bà mình lớn tuổi không có nhu cầu cài đặt kết nối điện thoại thì mình như vậy là xong. Còn nếu mà như cô chú mình mà quan tâm đến chức năng kết nối điện thoại để mình có thể gửi dữ liệu qua điện thoại cho người thân, bạn bè, bác sĩ, hoặc là lưu lại trên điện thoại đó. Rồi ví dụ giống như mình kết nối điện thoại, nếu mà như bà con mình có xài kết nối điện thoại thì mình xài, còn không á, thì mình bỏ qua công đoạn này. Đặc biệt đối với ông bà mình dưới quê, có thể mình mua cái mẫu là model mới nhưng mà không cần xài thì mình bỏ qua cái phần kết nối này. Rồi còn bây giờ nè, mình sẽ vào điện thoại ha. Mở Bluetooth lên, tải về là Omron Connect nha. Omron Connect nè, chữ Omron, mình gõ chữ Omron là có phần mềm liền. Rồi nếu mà iPhone cũng được, hoặc là máy của Samsung cũng được ha. Rồi sau đó đây mình mở ra. Nếu mà như mình chưa có tài khoản thì mình sẽ đăng nhập tài khoản vào đây đó, và sau đó mình vào thiết bị nè. Đó, mình tìm thiết bị mới. Còn bên cái này là điện thoại ha, cả nhà mình nhớ tải phần mềm về. Cả nhà mình tải phần mềm về, sau đó mình đăng nhập email và thông tin mình vào. Nếu như ông bà mình lớn tuổi không có xài thì mình bỏ qua. Còn như các bạn trẻ xài cài cho gia đình thì mình có thể cài phần mềm như thế này. Mình đè nè, 1, 2, 3. Rồi cái chữ B nó báo nè ha. Rồi bây giờ mình sẽ thêm thiết bị nha. Máy đo huyết áp nè. Rồi máy yêu cầu mình là mở cái này 3 giây. Rồi hai cái đều bật Bluetooth và nó đã dò thấy ha, 7156T, cả nhà thấy không? Rồi mình chọn thôi. Rồi ghép đôi ha. Vậy là xong.
coi như là tất cả những cái gì mình đo dữ liệu đây nó sẽ điều chuyển qua bên điện thoại mình hết đó. Còn Sơn ở đây mình có kết nối ba cái mẫu đời mới của Omron 2023 ha. Đó, mình mở lên. Chúng ta vừa xem đầy đủ các chức năng của máy đo huyết áp 7156T dòng đời mới của 2023. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi ha. Nếu bà con mình có gì thắc mắc thì gọi cho Hoàng Sơn vào số điện thoại bên dưới. Rồi, chúc bà con mình nhiều sức khỏe. Tạm biệt và hẹn gặp lại.